Bà ơi, bà đâu rồi? Trời ơi, nhìn xem tôi sửa soạn gì có được hay không tôi chóng mặt quá. hả? Bà làm quá đi, tôi tưởng người ta giảm ngõ bà chứ không phải giảm ngõ ăn út à. Trời ơi, phải tập chứ, lỡ mai mốt thành bà huyện hay bà lớn 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 gì đó thì khỏi phải mất mặt với người ta. Cũng phải chứ, lần này mình gả con út cho con của quan phủ là cơ hội thăng quan tiến chức của mình cao lắm. Lúc đó đó không, tôi cho cái thằng cha quan huyện biết mặt biết tay tôi à. Vậy bây giờ mình gả con mình cho tới quan phủ chứ không phải gả cho quan huyện hả? Chứ sao, tôi sẽ bỏ ra một số tiền bạc để làm đám cưới ha. Nếu con gái của mình mà làm dâu quan phủ rồi đó thì mình cũng sẽ được là bố trí cho một chức quan là coi như là hổ đối môn đăng, đúng không? Bởi vậy mọi chi phí cái cuộc là hào nhân này đó mình lo hết, mai mốt có chức trụ tha hồ mình chét lại. Không, nhắc mới nhớ, ông còn lo gì nữa? Cái số trầm mà tụi nó mang về đây á, đuổi vàng cũng đã dư để lo đám cưới cho con mình rồi. Bà dắt tôi mới nhớ, trầm hương, còn trầm hương nữa. Lúc đó mình lại tiếp tục dùng tiền để mua quan, mua chức. Không chừng bà ơi, tôi nôn quá bà. Tôi cũng đâu không chừng lúc đó tôi trở thành quan. Quan quan gì bà? Quan quan gì mà lớn quan phủ ta? Cái quan là quan quan gì? Quan phủ phủ hả? Là phủ phủ là quan hai phủ. Mày làm gì có quan hai phủ, quan gì mà gần vua ta? Quan võ. Mà ông có võ đâu ạ? Quan văn, quan văn cầm quạt làm thơ. Đi thử coi coi, đi thử coi giống không? Nè, đó. Đi được, đi được. Nhưng mà ông có biết làm văn thơ gì không? Sao lại không? Bà nghe nè, trong tay sẵn có đồng tiền, dẫu rằng đổi trắng thay đen khó gì. Nghe không? Tôi nhớ là cái thơ này của người ta, ông đọc lại mà chứ đâu phải của ông đâu nè. Của ai của miếng mình thuộc thôi. Mà không được, nghĩ là mình cái vua biểu làm thơ sao mình biết làm á. Vậy thì quan gì ta? Quan gì? Quan hầu đi. Quan hầu, quan hầu kế cận bên vua đúng không? Cỡ mình làm quan hầu là tốt nhất rồi. Đúng. Lúc đó tôi sẽ thành vợ của quan hầu. Bay đâu? Ý lộn, đó mình đâu có gọi bay đâu được, mình phải gọi là gia nô đâu. Đúng. Gia nô đâu? Gia nô đâu? Bay đâu? Gia nô đâu? Ra cho bà biểu. Thế cái nào lên cao tôi đứng à? Đừng. Gia nô xỉa răng cho ông, lau mặt cho bà. Tỳ nữ đàn cho ông nghe. Tỳ nữ múa cho bà xem. Bay nô đâu? Tụi bay à? Ủa, anh chị kêu ai vậy? Kêu tụi bay chứ kêu ai? Hả? Trời đất ơi, chú tới hồi nào đó? Chú phải không? Dạ, con đây. Sao anh chị leo cao quá vậy? Để tôi từ từ tôi xuống. Sáng giờ chưa vô ngao nào luôn. Thế đau quá. Hai anh chị làm gì vui vậy? Xiếc. Hả? Xiếc hả? Hai vợ chồng tôi diễn trò cho vui đó. Đến ngày đám cưới con Út đó, tụi tôi biểu diễn. Lo tập mà lên cao lúc nào không hay chú tới. Tôi tới hồi lúc mà hai anh chị xỉa răng ông lau mặt cho bà có bay đó, tôi tới lúc đó đó. Ngồi nha. Ôi trời, ngồi trời, tôi vô nha. Ôi trời, ôi.
sao hôm nay họ có tới không? Anh yên tâm, em nói chắc là chắc mẩm luôn. Anh đừng có lo, tới rồi. Vậy hả? Gia nô đâu? Ủa, anh chị có... quên chưa. Bay đâu? Chuẩn bị đón khách quý nhau. Dạ. Tâm sự nhờ chú. Sau này tôi sẽ hậu tạ. Đừng có quên cái phần đó là được rồi. Anh yên tâm, em vô báo trước cho anh biết để chuẩn bị. Xong phần đàn trai rồi phải không? Phần chú cũng có một cục rồi. Tôi quên hỏi rồi. Sao? Quan phủ này có khó không? Không, coi như là ông này không có khó. Ông thương lâu lắm mà ông hiền queo à. Vậy à? Tôi nói thiệt anh nha, anh nhìn ổng giống như là thường dân vậy đó. Vậy à? Mình rất dễ là gần gũi ổng. Ồ, đó. Vậy là được rồi. Nè, bây giờ vậy nha, anh ở đây, em sẽ đi ra mời đàn trai vô nhà. Mời vô bà chú. Rồi, được rồi, anh chào em. Tất cả chuẩn bị ra chưa? Mẹ mày lúc mới sinh ra, mỗi ngày mẹ một lớn tuổi, không phải là lớn tướng, mà mỗi ngày mẹ càng lớn tướng. Ê, bạn ơi, lại đây. Bạn, ủa, mấy bạn là ai vậy? Là bạn của bạn nè. Vậy hả? Đi đâu hả? Đi hỏi vợ nè. Hỏi vợ? Vậy chuẩn bị xong chưa? Xong. Nghe nè, sự bất đắc dĩ con mới đánh vợ, chứ con cũng biết giao đà thành quán. Hay. Giỏi thiệt chứ. Nhưng mà thiếu à nghe. Phải như vậy nè. Nói nhỏ cho nghe nè. Vậy nghe. Vậy hả? Trời ơi, cảm ơn bạn nha. Không, chưa đâu, còn nữa nè. Còn gì nữa? Thôi, đứa nói sao đi, mệt quá. Ê, lại, tụi bay làm cái gì đó hả? Dạ, họ dạy cho con học á. Ai nhờ tới hai thằng bay hả? Người nhân hậu không nhờ cũng giúp. Thôi, dạ. Cái mặt mày không nhân hậu đâu. Trời ơi, nhìn mặt giống như âm phủ mới lên. Dạ đúng, ở dưới mới lên á. Trời, ở dưới mới lên xong ở dưới luôn đi, lên đi chi gì hai cha. Dạ bị lúc đầu cũng tính ở dưới luôn à. Nhưng mà nhà giàu với mấy kẻ xạo đã chiếm hết chỗ nên đành phải quay ngược trở lên nè. Đúng rồi. Cà để tao. Đồ lẻo mép. Dạ, chắc ông nói lộn rồi đó. Kệ tao, tụi bay lo cái phần ở đợ của tụi bay đi. Liêu điêu mà mày đặt lo chuyện rồng. Dạ, con lại thấy ông nói lộn á. Ông phải nói là lưỡi rắn mà nói lời kinh kệ. Đúng. Nói này, biết gì đúng, mặt mày xạo. Tụi bay đứng đây trả treo với tao phải không? Rồi làm gì nhau? Không làm gì nhau. Được rồi, để anh ba ơi, hai thằng này không chịu đi làm nè, đứng đây nó chơi nè anh ba. Hèn dục quá, hèn nó chơi mét chạy. Mình chạy đi, Béo ơi, đây nè, con lại mày chú Béo. Dạ. Hơi đâu mày con chiều tụi nó, còn quắt tay tụi nó làm chi. Chạy tụi nó đi nè, nghe chú dặn thêm nè. Dạ. Nếu mà ông già vợ con có hỏi là thân phụ của con ra sao thì bây giờ con trả lời như thế nào? Trả lời cho chú nghe trước coi. Ủa, nhà con đâu có ai tên thân phụ đâu. Trời ơi, khổ quá, trời ơi thiệt. Trời ơi, ông nè, nếu mà ông nói thân mẫu của con ra sao thì con trả lời như thế nào? Ủa, mà nhà con cũng chẳng có ai tên là thân mẫu, làm sao con trả lời được? Trời ơi, thiệt tình á, cái nhìn cái mặt của mày nó hiện lên hai chữ ngu rồi. Thiệt khổ với mày thiệt á, nói chuyện với mày giống như nước đổ đầu dịch vậy. Thôi giờ mày nghe nè, mày nghe tao giải nghĩa một lần thôi, mày nhớ nghe chưa? Phụ thân có nghĩa là cha, như cha của mày là phụ thân của mày, còn mẫu có nghĩa là mẹ, hiểu chưa? Trời, chú nói cho hiểu cho chết liền luôn á. Trời ơi, khổ quá. Đây thì bây giờ tao ví dụ cho mày nghe nha.
Bây giờ ví dụ tao là chú nè, ha, là cha ruột của mày nè, đó. Dạ, vậy thì con gọi chú bằng cha luôn. Đó, vậy mới giỏi. Ví dụ ra bằng chứng này nó mới hiểu. Cho nên ta gọi phụ thân là cha. Nhưng mày gọi tao đó, tao là thân phụ thân của mày, hiểu chưa? À. Còn mẫu thân là mẹ, như là vợ của tao là thân mẫu của mày. Thấy không? Thấy không? Nhớ chưa? Biết không? Lần sau đừng có ngu như vậy nữa, hiểu chưa? Con nhớ rồi. Phụ thân á là cha. Đúng. Còn cha của mày á là phụ thân. Trời quá dễ chú ơi. Rồi được rồi, giỏi. Bây giờ vô nhà đi. Đàn trai tới rồi đó. Dạ. Con ở đây nha. Khi nào kêu vô là con vô liền nghe chưa? Dạ. Giới thiệu với anh chị bá, đây là quan phủ, có nghĩa là xui của anh chị kể từ nay. Và giới thiệu với quan lớn, đây là vợ chồng của chú bá. Dạ. Chào quan lớn. Chúc quan lớn vạn thọ quá cương. Bảy kim cương. Ê quên, dạ vua cương, vua cương. Bà mới bậy, cương là vua, còn hoa cương là chúc quan lớn. Dạ. Và thật là vinh hạnh cho gia đình chúng con hôm nay được đón anh xui. Dạ anh xui quan lớn à. Dạ. Hả? Ê quan muốn gì? Sao quan này khó quá vậy ông? Bởi vậy ta nói làm xui gia với họ là không có phải dễ. Ổng không nói thì thôi, mà khi ổng nói là Nhã Ngọc Phun Châu đó, mà hiểu chưa? Vậy cũng phải em. Ừ. Dạ. Dạ quan muốn gì? Vậy cũng phải. Ủa là sao? Ông nội tôi không biết nữa. Ủa vậy là sao? Em là quan sắp muốn nói rồi đó. Vậy cũng phải. Ta muốn. Hiểu. Dạ, có ghế à? Bay đâu? Ghế. Ta muốn. Khỏi. Em mang cái gì? muốn em mang để cho thân cận với nhau chứ gì? Dạ mời quán ngào. Ta muốn. Dạ. Bay đâu? Quả. Gì nhìn bà? Ý quan muốn là chị quạt đó mà. À vậy hả? Quạt quan đi, quan muốn bà quạt. Để tôi. Dạ em quạt đi. Được đó, chị làm vậy tôi thấy được đó. Dạ bẩm quan, hôm nay như đã hứa với đàn gái gia đình ta đến dạm ngõ nhà gái. Dạ xin quan cho vài lời để cho anh chị xui đây được yên lòng. Ta muốn. Em hiểu. À, đưa cái tháp vàng. Đây. Dạ thưa quan xui, dạ đây là tí của hồi môn con gái em, nó chưa quen giữ vàng quan ơi. Mong quan giúp đỡ cầm giùm cho cháu, xây dựng cho cháu một cuộc sống hạnh phúc sau này. Vậy cũng phải. Ta muốn. Vậy, dạ. Muốn gì nữa? Ta muốn con ta và cháu mai hạnh phúc. Yeah. Vậy cũng phải. Quá phải đi chứ. Ta đến lượt anh chị xui muốn gì? Tôi nói trước à? Nói ông. Tôi nói nha. Ông nói. Dạ, tụi em muốn là sau này đó. Sau này đó anh xui. Anh xui quan lớn. Anh xui quan lớn nghĩ lại ơn nghĩa sinh thành của vợ chồng em mà cất nhắc cho cha mẹ của Phúc thôi. Vậy cũng phải. Dạ. Khỏi có lo chuyện đó. Dạ. Chú cho mời quý tử của ta vào đi. Anh xui làm hồi hộp quá quên lo chuyện nước. Bay đâu. Thôi khỏi. Ta muốn. Dạ muốn gì nữa? Ta bị bệnh,
không muốn la lớn vậy đâu. Dạ hiểu ý, hiểu ý. Dạ dạ dạ, dạ thưa, đây là cháu Khờ, là rể của anh chị kể từ hôm nay. Anh chị à. Dạ. Cháu trước cháu đây trước kia nó khờ. Dạ. Nhưng mà sau thời gian tôi dạy dỗ, tôi huấn luyện cháu, bây giờ nó khá lắm rồi đó. Ôi, nói gì, qua tay anh thì đá cũng thành chuối. Đúng không? Yeah. Anh quá khen. Anh cứ giúp cháu làm quen với Út giùm tôi, nó hiền lắm. Đúng ra nó không phải là khờ, mà là quá hiền. Con làm thơ được ha? Dạ. Đâu con làm thứ bài tặng cho mẹ nghe coi nè. Dạ. Mày nhớ hồi nãy tao dặn mày không? Dạ. Mẹ mày lúc mới sinh ra, lọt lòng mẹ đã khóc qua qua. Mỗi ngày mẹ một lớn tướng, lớn tuổi mẹ trở thành già. Khi có cháu mẹ thành ba, lúc chết mẹ sẽ quá ra ma. Hey, vỗ tay, vỗ tay. Cái phần mà quá drama là thêm vô cho có dần có điệu cho có bài thơ nó được hay á. Vô mà chị nó vô duyên hả? Trời ơi, ai giải mà vậy hả? Dạ hai anh kia kìa. Trời ơi trời. Dạ bây giờ ông anh chị thử xem coi cháu nó có biết lo cho vợ của nó không nha. Anh chị cứ hỏi mạnh dạn, hỏi ngay trực tiếp cháu cho nó mạnh dạn đi. Được rồi, được rồi, để tôi hỏi nó. Con rể tương lai à, mai mốt mà vợ của con lỡ có làm gì sai trái thì con có đánh vợ con không? Dạ sợ. Hả? Sợ mất bát đĩa tao mới đánh mày. Hả? Chứ tao cũng biết gáo trà dài cán. Tao quá là trời, nó đánh vợ bằng cán dao gì kỳ ta. Hả? Trời ơi trật lứt. Ôi, dạ, thưa anh chị, cháu nó lộn. À con có biết viết không? Mày biết viết không? Biết chứ đâu không? Đúng là giỏi hen. Muôn đăng hổ đối như vậy đó mới phải chứ. Đâu con viết cho mẹ xem thử cái chữ nhất coi ra làm sao. Dạ. Vậy. Quá giỏi. Đúng đúng rồi. Cái chữ nhất là cái chữ khó nhất mà nó viết. Được. Bởi vậy. Ừ, rồi giờ con viết cái chữ dạng không con? Dạ. Được, nhưng mà phải đưa cho con 5 cây viết kìa. Gì vậy? Với vài chục tờ giấy đi, con mới viết được. Trời ơi. À, vâng. Sao kỳ vậy con? Thì chữ nhất là một gạch dày nè. À. Còn chữ dạng phải một dạng gạch mới đủ. Trời. Đúng không cha? con lộn rồi. Dạ, thưa anh chị, cháu nó lộn. Tại vì nó học nhiều quá nên tẩu quả nhập ma. Đó. Bây giờ vậy, anh chị hỏi nó, hỏi về anh xui chị xui coi. Phải đó, hỏi đi, hỏi về anh chị đi. Vậy cũng phải. Con rể tương lai à? Dạ. Con có nhớ ơn phụ thân phụ mẫu của con không? Nhớ chứ. Sao? Cái này thì con phải nhớ rõ. Vậy à? Phụ thân là cha. Đúng đúng. Như mày gọi tao đó. Trời ơi, con hỏi gì vậy? Tao là phụ thân của mày nè. Còn mẫu là mẹ, như vợ tao là thân mẫu của mày. Đừng sao, đừng có ngu vậy nữa nghe không? Trời ơi, chú đã dặn con rồi. Trời ơi, trời sao mày ngu quá. Dạ, xin lỗi quan lớn. Dạ, tôi cũng xin lỗi anh chị xui. Tôi về tôi dạy thêm cho cháu đó. Dạ. Đúng, ta muốn về liền. Dạ. Vậy còn ngày cưới tụi nhỏ thì sao hả anh xui? Sẽ phải cưới thôi. Dạ, ý quan nói là chắc chắn là cưới. Vài ngày sau em sẽ qua bàn lại với anh chị. Thôi bây giờ về em xin phép để cho cháu nó về nha. Về đi. Trời ơi trời, cái gì kỳ vậy trời? Chết rồi. Bà tôi đây nè. Bà làm gì ở đó? Tôi đương kiếm cái cáp vàng. Hả? Cáp vàng? Cáp vàng đâu? Quang phủ. Trời ơi, cáp vàng
ông oán thủ. Chẳng phải chút nào. Sao sao, tụi bay có tìm thấy họ không? Dạ con thấy là mình nên đợi bà về hãy tính ông ơi. Không chừng bà gặp thì sao? Có gặp mấy người đó không anh? Chưa. Trời ơi, trời ơi là trời. Vàng ơi vàng, tìm không ra, tụi bay đừng có giác mặt về già tháo nữa. Dạ. Dạ cái gì? Sao lúc người ta mang vàng đi tụi bay không báo cho tao biết? Tụi bay đuôi hết rồi phải không? Ê ê ê, làm gì nãy giờ người ta láo lên cả vậy mà tụi bay giờ bình chân như vậy là sao? Dạ thưa ông, tự nhiên con suy nghĩ con nhớ lại rồi, là con đã nhìn thấy họ. Anh thấy họ ở đâu? Hả? Ở đồng ruộng bên kia kìa nha. Con còn thấy người ta quăng cái gió xuống ao nữa. Vàng, tụi nó giấu vàng ở đó. Chạy chạy ra đó lắm, mau đi. Trời ơi, còn mẹ nữa. Lỡ mẹ chạy theo gặp người ta không khéo, mẹ bị bắt luôn rồi sao? Hỏi là quán phủ, không được, không được. Con thấy giờ về nào? Sao sao? Ông và cô Út á, cùng đi với Ngọc nè, chạy tới bờ ao. Con á, còn con sẽ đi tìm bà, được không ông? Phải đó, đi lẹ lên. Khoan khoan. Dạ, mong. Dạ. Tao hề quá, tao đi không nổi. Không, hiểu. Điều này là phải cẩm rồi. Không, nhanh lên. Mày xuống được không? Dạ không. À, khoan, không được đó. Mày xuống không được. Đuổi mày thấy cái vàng ở dưới rồi mày giấu luôn sao? Có chết tao không phải xuống. Mày ở trên giữ áo cho tao kìa. Cha ơi cha đừng. Còn đứng đây đừng có sợ gì hết á. Để cha thích kia là thấy cha xỉu rồi xuống rớt cha lên. Cha ơi cha cẩn thận nha. Biết rồi, để tao cởi quần áo ra cái đã. Nhớ mà thấy tao xỉu làm đem lên nha. Chứ tao thiếu thuốc là gì không? Là tao chết á. Trời anh Mộc ơi, biết chừng nào cha em xỉu để mà xuống cứu hả anh Mộc? Anh Mộc ơi, chắc em phải đi tìm anh Địa mới được. Đúng ha, em đi. Để anh ở đây, anh trông chừng ông cho. Nó nghe nè, đừng bao giờ rời xa cha em nha. Yên tâm. Em đi nha. Rồi lẹ lẹ đi em. Ông ơi. Ông. Vậy ông ơi, vậy ông lội ra xa chút nữa đi. Đó. Chỗ nào? Chết rồi. Đó mày nghĩ đó, ông nội tao biết đó, chỗ nào nữa. Tới xíu nữa. Đúng rồi. Rồi ông lặn xuống đi ông. Lặn xuống nín thở nó chết sao mày? Mày phải lặn xuống chứ không lặn sao tìm. Ông ơi. Ông thấy gì không ông? Ông thấy gì đó? Ông thấy gì hết? Thì ông qua phải chút xíu nữa đi. Có rồi hả rồi. Được rồi. Đấy rồi. Được rồi.
sao kỳ cục hả? Ông ơi, cái đầu mày mày gạt tao phải không? Chắc là người ta gạt con hay sao á, chứ không phải con gạt ông đâu. Con gạt ông để làm gì, có lợi gì đâu. Ông ơi, ông ơi, tao tới nữa. Cái miệng lúc nào nó cũng đi trước hết trơn. Ông ơi, có phải thằng Tỉa không? Dạ, con chưa thấy. Ông ơi, chuyện gì vậy? Ông đâu rồi? Ông ở dưới kia kìa. Ông ơi, bà sao? Bà đang đi tự nhiên trâu hút lời ruột rồi ông ơi. Đang nằm bên kia kìa ông ơi. Đúng là tại đảng gia đình tôi đâu, còn đứng đó làm gì? Kéo tao lên, có đi cứu bà mày, kéo lên. Dạ không, tụi bay đúng là đồ ăn hải. Dạ thôi, con lên đi, con đi cứu bà liền luôn. Dạ dạ dạ, đúng không? Mà lo cho bà. Dạ gì nữa? Dạ dạ, đi. Thôi thôi, đá quần áo lại cho tao. Đưa lại quần áo của tao. Qua lên, tổ ca tụi bay. Quần áo tao, trời ơi. Tôi nè. Ủa ông hả? Trời ơi, bà không có bị lòi ruột hả? Ông không có bị ngất xỉu hả? Cái xỉu gì? Ai nói tôi xỉu? Thằng Đĩa. Còn ai nói với ông là tôi bị lòi ruột? Thằng Đĩa. Trời ơi, nó gạt tôi với bà. Ôi Đĩa. Hai quay. Ủa sao còn y nguyên vậy nè? Chứ mày muốn tao sao nữa? Đưa quả cho tao. Ủa còn y hả? Mày nhịn gì? Mày gạt tao phải không? Mày. Ông cười. Đúng rồi, không phải cười. Anh biết rồi, ông kêu bà nằm xuống á. Bà kêu bà nằm xuống á. Gì? Con hiểu rồi. Mọc. Dạ. Ông kêu mày nằm xuống kìa. Mày. Ông biết mày nằm kìa. Ủa dạ, ủa con hả? Không có ủa gì hết, nằm xuống cho tao. Dạ, khoan, con biết là ông sẽ đánh con. Thông minh. Dạ, nhưng mà ông ơi, con muốn biết cái lý do tại sao mà hồi để mai mốt mà con còn sửa chữa nữa chứ ông. Mày sửa chữa? Sửa chữa. Tại sao mày dám nói là bà của mày bị trâu ủi, còn tao bị ngất xỉu là sao? Dạ, bây giờ vậy con biết lý do rồi. Dạ, ông cho ngồi dậy nói chuyện ông. Mày ngồi đi. Ông biết không, lúc mà con chạy về con tìm ông á, thì con thấy có một con trâu nó đi gần bên bà, nên con nghĩ là sau đó thế nào nó cũng ủi bà. Còn ông á thì xuống nước lặn tìm vàng, mà lặn lâu như thế nào thì thế nào cũng xỉu à, nên con phải nói trước để không sợ bị. Khỏi nói, đứng lên mày. Dạ. Ủa, con Út đâu? Út đâu? Dạ con biết nè. Dạ, Út vô rừng tìm anh Đĩa rồi. Cái gì? Vô rừng? Tao lỡ ông ơi, vậy là nguy to rồi. Nó mà gặp mấy người kia là chết ông ơi. Đúng rồi, trời ơi, sao mình ngu quá, lo đi tìm vàng mà quên. Mày đâu? Dạ. Trời ơi, hết tìm vàng mà lại tìm con. Ông ơi, tôi mệt rồi ông ơi. Chắc là xỉu ông ơi. Xỉu nè. Bà. Đỡ bà đây. Trời ơi, là trời. Con với cái tôi cũng xỉu luôn. Ông trời ơi, đỡ lại. Xỉu có cặp luôn nha. Con thả cho nằm hết đi, mệt quá không biết đỡ ai. Thôi vậy đi ha. Trời ơi, mà cái gì tại tôi bị ngu quá trời. Chạy cái gì mà như con rùa, chút xíu nữa là bị lộ rồi thấy không? Con mà biết như vậy á, con chẳng ham số vàng ở đâu. Giả làm lính, từ đây con không làm nữa đâu. Ơi, làm nữa người ta cạo đầu mày ra chứ làm. Ê, trời ơi, còn chú nữa. Làm cái gì mà lúc nào cũng như là tao muốn. Vậy cũng phải. Làm như chi hoài vậy? Trời ơi. Vậy mới khỏi lòi. Tao mà nói nhiều chắc giờ này ăn trầu hết cả đám. Nóng thấy mẹ nè. Chạy bán sống bán chết mà mày la nè.
tao khoái làm ruộng chứ lấy tiền kiểu này tao có ham. Dạ nóng quá à. Thôi chia gì thì chia, lẹ lẹ đi, tao về tao còn đi ruộng nữa. Là tài vách bạch rừng, cẩn trọng một chút xíu là hơn không? Có gì mà lo, ai nữa mà sợ, chia lẹ giùm con đi, con về chăn trâu nữa kìa. Chia lẹ đi, chắc nhiều lắm hả mày. Mày vào vậy nha, công đầu là của tôi ha, nên tôi được 2/3 ha, còn hai người nếu đồng ý thì chia liền khỏi đắc rối à. Mày ông nội tao, mày chia cái kiểu gì kỳ vậy? À, đâu có gì đâu kỳ, nên nhớ là tôi đang giữ vàng ha. Mày trở mặt tao la lên bây giờ nè. La đi, giỏi la đi, chó sói nó nghe chứ ai nghe. Con sẽ báo dân báo hộ nè. Mày báo quá hậu hả? Rồi tao cho mày đi báo luôn. Ông đánh mày rụt xương luôn. Con ơi, con đâu rồi? Trời ơi, nghe cái hơi này nghe quen quen. Thì đúng rồi, chàng cha ba hộ tới. Chết cha, chạy. Không còn kịp nữa. Trời, cái gì? Làm sao bây giờ mày? Trời ơi, làm sao bây giờ? Trời chết con rồi. Thôi, đừng hai người bình tĩnh, đừng ồn ào. Bây giờ mặc quần áo vô, lẹ lên, quá vô. Quần áo mới để đây mất tiêu rồi. Chết cha rồi, đâu rồi? Trời ơi, tôi chết rồi. Vậy là chết tôi rồi. Trời ơi. Chạy lại. Chạy đâu? Chào ông An, chào quan phủ, chào mấy anh lính. Chà, sao mặc đồ mát mẻ quá ha, mặc mà cũng như không mặc vậy đó ha. Tại nóng quá, cởi cho mát. Dạ, anh xui, tìm có chuyện gì không hả anh xui? Xui ra cái gì? Dám gạt tao hả? Dạ, em đâu có dám gạt. Dạ, quan nói gì đi chứ quan. Còn quần áo đâu mà nói? Mà nói cái gì bây giờ? Vàng của tao đâu? Trả đây. Vàng của chị xui quan hổ dữ. Con đâu có biết đâu. Ê, mày đừng có nói ẩu nghe mày. Quan dữ mà. Không dài dòng nữa. Mày đâu? Dạ. Sao? Ai dữ? Dạ, quan hổ dữ. Đúng vậy, quan phủ đang giữ đây. Lính đâu? Dạ, có lính đây. Ố, con. Sao? Bây giờ còn cãi hết? Ai cảm thấy mình có tội thì quỳ xuống. Dạ, tha cho con đi. Con lỡ dạy. Này, dạ, thưa ông, đây là vàng của ông đây. Ui, vàng của tôi. Cha mẹ có biết không, đây là những người dân thường thôi, chỉ nhẹ dạ nghe lời dụ dỗ của ông Mai. Cha tha cho họ đi cha. Dạ đúng rồi đó ông. Cũng may mà gặp anh Địa đó. Ta hiểu rồi, không lợi dụng tình yêu đôi lứa vào mục đích giàu nghèo. Các con có tình cảm thì tốt nhất tự tìm hiểu nhau, không nên nhờ vào một người khác. Anh Địa. Anh nói gì đi chứ? Ta cho phép nói, không có gì hết. Ê mà khoan, đem mấy đứa này ra ngoài kia một lát tính sao coi. Dạ. Sao? Nói đi, nói sao cho nó có đầu có đuôi nghe coi. Dạ thưa ông bà, con là Địa. Ngày xưa cha mẹ con đã gặp nhau và sinh ra con. Ông và bà gặp nhau và sinh ra Út. Hai chúng con đã yêu nhau, chúng con cũng đã lớn khôn rồi. Nay con xin ông bà rộng lòng giúp đỡ cho chúng con nên đôi vợ chồng, để sau này có cháu cho ông bà ẵm bầu, cho chúng con được mãi mãi bên nhau suốt đời đi ạ. Tốt lắm. Thật là có đầu có đuôi, đúng là mồm mép của thằng Địa. Nhưng mà câu nói lúc nãy tao chưa vừa ý lắm nha. Dạ nếu vậy thì, dạ đây, con xin thay chữ ông bà thành cha mẹ có được không? Ê, nó gọi mình bằng cha mẹ kìa ông.
Trời ơi, hôm nay con mới phát hiện nha, anh Địa giỏi thiệt á, quá giỏi, giỏi quá luôn á. Con nói thiệt với ông bà, anh Địa vừa hiền vừa giỏi như vậy á, ở trong cái làng mình không ai bằng được anh Địa đâu. Tao có nói nó dở hồi nào đâu mày xạo. Đứng lên đi con. Nhưng muốn làm rể của ta đó thì ít nhất ngươi cũng phải làm cho ta một câu đối nhân dịp Tết. À, ta ra trước nha. Tối 30 con chó sủa. Đó, đấu lại ta nghe coi. Thì tiếp theo là đêm 31 nó ngủ im. Nghe này. Sao mà xạo mà chọt vô vậy? Dạ. Sao, đấu với con. Dạ được ạ. Dạ sáng mùng 1 vợ tôi ho. Hay. Hay. Hay quá. Hay quá. Khoan. Nếu vậy người ta lại đi đối với chó hay sao? Ờ ha, cái nó ngộ nghĩnh quá ông ha. Dạ không phải đâu ạ. Ở đây nếu viết như vậy thì chó sẽ đối với con à. Hay, hay nữa. Bởi tôi con là đôi bạn ở đợ mà. Con thông minh lắm. Vậy con có thể nói vài lời với ta trước khi lấy con gái của ta làm vợ hay không? Nói đi con. Dạ. Nói đi anh, nói gì đi. Dạ. Út nói mới linh. Dạ. Dạ gì nói lại đi vậy? Dạ, dạ con nói nhiều không có được hay đâu. Nếu như cha mẹ thương con á thì con bây giờ con có một câu câu thơ này con giới thiệu về mình nha. À. Xin xin đọc để cha mẹ hiểu về con. Ý đó làm thơ bà ơi. Dạ. Lưỡng Nhật Bình Đầu Nhật. Ừ. Lưỡng Nhật Bình Đầu Nhật. Tứ Sơn Điên Đảo Sơn. Đó. Tứ Sơn Điên Đảo Sơn. Lưỡng Dương Tranh Nhất Quốc. Ê. Lưỡng Dương Tranh Nhất Quốc. Tứ Khẩu Tung Hoành Giang. Tứ Khẩu Tung Hoành Giang. Cha hiểu không cha? Tao hiểu gì ta con mày luôn. Đọt cái đâu vậy mà khen. Có nghĩa là gì vậy con? Dạ Lưỡng Nhật Bình Đầu Nhật là hai chữ Nhật ngược xuôi đều là Nhật. À, Tứ Sơn Điên Đảo Sơn là bốn chữ Sơn ngược xuôi cũng là Sơn. Sơn. Lưỡng Dương Tranh Nhất Quốc là hai chữ Dương tranh nhau ở một nước. Nước, 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 nước. Tứ Khẩu Tung Hoành Giang là bốn chữ Khẩu dọc ngang đều là chữ Khẩu. Khẩu, khẩu. Đó chính là chữ Điền. Ủa? Điền là ruộng. À. Ruộng là đất. Mà đất là địa. Là tên con á. Hay quá hay. Nãy giờ ông uống thuốc bổ hơi nhiều á. Được rồi. Năm hết Tết đến, sẵn dịp tạm biệt năm cũ đón năm mới, ta tác hợp cho hai con bên nhau để trọn đời trọn kiếp. Dạ. Dạ đây là lễ vật của đàn trai cầu hôn công chúa. Quang ô. Ta mới chính là kẻ nông cạn. Cũng may là gì còn kịp. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Anh mắc cười quá. Cái này anh hạnh phúc là để tụi em chúc cho anh thôi. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Chúc năm mới vạn sự như ý. Bây đâu. Dạ. Mang tụi này cho con rể tao chị thôi. Quang ơi. Hồng ơi. Hồng ơi, coi nhà ông Hồng ơi. Chị chưa đó hả? Ừ. Em ở nhà nè chị ơi. Hết hồn. Thế mà tớ cứ lo là ấy không có ở nhà. Có chuyện gì không vậy chị? Sao coi bộ chị gấp dữ vậy? Gấp chứ sao không gấp. Chẳng những gấp mà là còn bí mật cơ. Bí mật? Mà chuyện gì vậy chị? Nói em nghe đi. Chị làm em hồi hộp quá. Như này nhá. Đây đây đây, tai đây, đưa cái tai đây. Nè. Cô Sáu mà nghe được á là chỉ có nước chết thôi nhá. Trời ơi, sao vậy chị? Thế này nhá. Tình hình căng lắm rồi, không có thường đâu. Sắp đứt đến nơi rồi, căng lắm rồi. Cho xin ngụm nước đây nói cho nghe. Dạ. Ừ. Nè chị. Rồi. Nước nè, uống đi. Nước này nước gì xong ngọt thế cho xin ngụm nữa. Rồi. Rồi chị nói đi, em hồi hộp quá. Rót ra rót lưng thế, rót cho ta rót đầy hẳn mẹ đi, nãy giờ chạy ngoài nắng khô cả người đấy. Trời ơi rồi. Đấy. Chị nói đi chị. Để đưa đây, để cho luôn cả đứa đấy đi. À. Có chuyện gì vậy chị? Rồi từ từ. Ôi trời ơi. Có sao không chị? Trời chết rồi.
rồi, chị sặc rồi, có sao không? Không sao. Thế này nhá, chuyện là như thế này nhá, chuyện anh cứ toảng chứ còn chuyện gì nữa. Toảng ấy. Anh toảng? Ừ. Anh toảng sao vậy? Chị nói nhanh đi, trời ơi, em hồi hộp quá, sao chị cứ ngập ngừng hoài à? Thì từ từ thì ta nói cho nghe chứ, thì vừa mới há mồm ra định nói lại nhảy mẹ vào mồm rồi còn nói gì nữa. Chị ơi, chị thông cảm cho em đi, lỡ má em mà về nghe má em nghe được á là chết luôn á. Trời ơi, chuyện tày trời thế này thì có nghĩa là nhá, đầu tiên ấy mình định sai con em của mình sang nói chuyện cho Hồng nghe cơ, nhưng mà quên mất là nó câm. Thế đâm ra nghĩ là nó có đến rồi nó ra dấu, chắc Hồng không hiểu gì. Dạ đúng rồi, trời ơi câm, nói sao em hiểu được. Thế cho nên nghĩ là thấy thương Hồng quá đi, cho nên là đích thân đến đây để nói cho Hồng nghe nhá. Thế này nhá, anh cô Tỏng vừa sáng này ấy, ôi dồi ôi, chết vật chết vờ ngoài quán của mình ấy. Hả? Trời ơi, chị nói sao? Anh Tỏng chết hả chị? Không, người chết là chết cái tinh anh ấy, có nghĩa là người ta gọi là cái tinh thần ấy. Chết là hiểu không? Chết cái hồn ấy. Vật vờ là say rượu ấy. Trời ơi, vậy mà chị làm em hết hồn mà. Thì đấy, từ hôm mà Hồng chia tay với anh ấy thì ôi thôi rồi. Ngày đêm anh ấy đau khổ như nước không hồn, cứ thế rượu vào là say mềm. Nói năng cứ như mấy tên khùng khùng thiết tha gọi Hồng, báo rằng nếu không gặp Hồng có chết cũng chẳng thấy yên. Ôi thấy tội tình lắm thay. Từ khi xa cách em xót xa nhiều thật nhiều, khi phải vòng người yêu mình. Sao hát hay thế? Mà em nói em phải tuyệt tình cũng là dấu trời, bởi vì bác ba bên nhà coi số duyên nợ dở dàng nên phải dở dòng nát tan. Đấy, từ cái đám hỏi đấy mà chăm sự là cũng là xảy ra, mà tất cả cũng tại cái quẻ bói ấy. Bây giờ à, anh cứ Toảng cứ nằm vạ ngoài quán của mình ấy, bảo phải gặp cho bằng được Hồng, nếu không thì uống cho đến chết thì thôi. Giời ơi, mà Hồng biết rồi cái rượu nàng chua thì ối giời ơi, uống chỉ cần cái nà xị rưỡi là chết rồi ấy. Khóc hả? Biết ngay là sẽ khóc mà. Chị Chua ơi, chị làm sao chị giúp giùm em đi, chị khuyên ảnh giùm em đi, chứ em đâu có dám gặp ảnh đâu. Em gặp ảnh á, má em mà biết được á, má em giết em chết luôn á. Thì tinh thần là thế này, giúp là phải giúp thôi. Đấy cho nên là thôi chết rồi. Cái gì vậy chị? Hình như cô Toảng đang siêu vẹo đến tìm Hồng kìa. Thôi đúng rồi chị ơi, anh Toảng anh tới chị ơi. Chị Chua ơi, làm sao bây giờ? Anh vô đây thì bây giờ làm sao đây chị Chua? Bình tĩnh, không có cái gì, cứ cụ tử. Bây giờ chỉ còn cách là Hồng vọt ra ngay ngoài bờ ruộng nha, chỗ bụi tre ấy, rồi gặp, rồi nói vài lời an ủi với anh Toảng. Còn mình á thì mình phải về quán đây, không thì gì sau bà chửi cho tắt bếp. Thôi mình đi nhá, nói chung là tự giải quyết đi nhá. Chị Chua. Buồn quá làm hớp nữa coi. Từng bước thầm qua vàng rừng tuyên trăng, răng thông già lanh căm. Em điêu gì xa vắng cho trời mây ướp buồn. Từng bước thầm mưa giữa mùa tháng năm, tay đến sau kỷ niệm gió rem về lành cầm. Từng bước chân âm thầm. Hồng ơi Hồng, sao em nỡ phụ tình anh vậy? Hồng ơi Hồng, làm miếng nữa rồi, uống, ta phải uống thôi, uống cho thật say để chung vùi kỷ niệm. Uống rồi. Anh Toảng. Ai kêu tôi đó? Ủa, có phải là em không vậy Hồng? Anh Toảng, là em đây nè.
trời ơi, sao anh lại ra nông nổi như vậy? Anh không có muốn xa em đâu Hồng ơi. Anh không muốn mất em mà. Anh yêu em nhiều lắm Hồng ơi. Em biết, em cũng biết là anh yêu em. Nhưng bây giờ thì gián đã đóng thuyền rồi anh ơi. Gián đóng thuyền rồi, không sao. Đóng bao nhiêu cái đinh là anh nhổ ra hết. Tâm sự cũng tại cha dẹp ba đó. Cái gì là thiên két, cái gì là sát mạng, làm cho má em mà nhất định không gả em cho anh rồi. Anh ơi, đó chẳng qua là phần số thôi. Phần số cái con khỉ gió đó. Để anh chơi hết bình này đi. Anh qua bển á, anh xủ cho ổng một quẻ cho ổng biết tay anh. Cha bà già ba này nè, phải chơi để em trả mới được nha. Thôi 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 mà anh Toản, em xin anh mà, anh đừng có làm như vậy. Anh sai lắm rồi, anh biết chưa? Em nói sai à? Không đâu em. Nhiêu đây nhầm nhò gì đâu. Anh còn nhận ra được em mà sai cái nỗi gì. Hồng ơi, tại sao vậy? Tại sao là em muốn tranh mặt anh vậy? Trong khi anh lúc nào cũng mong muốn trở lại chuyện hai chúng mình. Khi em với anh vừa biển đam mê, tình yêu tràn trề từ mòn đêm vắng bước chân em nhớ buông giá lúc nửa đêm, nhớ đêm lừa ngung ngung lúc gọi em về tìm. Con đường tình xưa năm đây đèn khuya mắt đỏ, còn đây gió xa đường chẳng riêng hai chúng mình. Nên khi vắng anh đường đã thay tên, còn chẳng kỷ niệm lành đây theo tiếng bước ưu tư đi tìm. Không, anh không chấp nhận một cuộc tình chết yểu như vậy được. Anh không đành lòng để em theo làm vợ cái thằng cóc ở bên già mà. Thôi đi anh ơi, gặp nhau lần này á cũng là lần cuối rồi. Má em mà biết được chuyện này á là chết em luôn đó. Anh có thương em á, em xin anh á quên em đi. Vĩnh biệt anh. Nè, Hồng. Hồng em. Hồng. Rồi, đi rồi. Kỳ vậy, thương mà biểu mình quên. Thôi, uống nữa đi. Đứa nào rình mò về ngoài đó vậy? Lên tiếng đi, không tao quét cái chổi bây giờ à. Trời đất ơi, mày giỡn mặt với tao đó hả? Làm gì mà quơ tay quơ chân như hát bộ vậy hả? Cái thằng này nói gì không hiểu vậy? Mày bị sao hả? Âm. Trời đất ơi, nó cầm, nó cầm mà nó nói được. Nó cầm chứ. Ê, mày giỡn mặt với tao hả mày? Mày đi đâu đây? Cái gì? Trời đất ơi, tao không có hiểu gì hết cơ mày. Mày nói gì? Cái gì cục bự bự là gì? Thôi đi. Nói cái gì không có hiểu gì hết à? Ông ơi. Thiệt là tức quá nè trời. Ông mời này á kỳ cục ghê vậy đó. Chỉ không rồi lại sai thằng cấm phù lần. Ôi, thôi tôi hiểu rồi, tự
Nói gì? Nè, nín đi. Nghe tôi hỏi nè. Thằng Cốc nó đi đâu mất bẹt mấy tháng nay vậy? Sao? Nó đi cào lúa hả? Mần nhà máy hả? Không có hiểu. Say rượu hả? Trời ơi, cái gì? Không có hiểu. Không hiểu thôi. Trời ơi, đứng lại. Trời ơi, gì kỳ cục vậy trời? Phương ơi, Phương. Có ai trong nhà không vậy? Phương ơi. Trời đất ơi, con nhỏ này kêu hoài không có lên tiếng gì trơn trọi. Bực mình dễ sợ luôn. Phương ơi. Đứng ở đây mà tôi kêu gần chết mà không có chịu lên tiếng à. Khổ với con thiệt á, lớn rồi, thấy không? Tôi nói hoài à, phải đàng hoàng đứng đắn để có chồng có con với người ta. Chứ đâu phải mày là cái tính á. Xin lỗi cô. Vậy nãy giờ tôi tưởng con gái tôi á chứ. Xin lỗi con nha. Ngồi đây. Con đi đâu đây? Ôi, Miu ơi. Hả? Ôi, Miu ơi. Không có hiểu. Cô nói cái tiếng Việt Nam đi, nói cái tiếng ngoại quốc này nó không có hiểu. Ôi, Việt Nam. Ôi, Miu ơi. Ủa, cái tiếng nước này nó nằm chỗ nào trên trái đất ta? Ai. Là cái gì trời? Mày câm hả? Dạ. Câm mà nói đại câm đi. Trời đất ơi, khổ quá sức à. Rút kinh nghiệm giùm tôi cái nhau. Mai mốt gặp ai phải giới thiệu giùm cái. Tôi câm. Người ta mới biết mình câm chứ. Em biết nói gì? Ông xin lỗi. Thôi nên đừng khóc. Ông hiểu rồi. Có nghĩa là cái ý con muốn nói là tại trời xanh con vậy, chứ đâu phải con muốn vậy phải không? Dạ. Trời ơi, nó dạ. Nó dạ ông nội ơi. Ủa sao mày dạ được hả? Lâu lâu dính cái vậy nè. Dính hoài đâu có cầm đâu phải không? Hiểu rồi. Tới đây chị đây. Coi bói ha không? Coi bói. Bây giờ có muốn coi về cái gì nè? Cái gì? Mày nói mày đi điên nữa. Điên là vô bệnh viện tâm thần nha, mày lại đây làm chi? Mày nói đi. Nói biết nói cái gì? Xin lỗi. Trời ơi, quên rồi. Thôi xin lỗi. Bây giờ con diễn tả đi. Con diễn tả cái ý của con rồi ông hiểu. Chứ con cứ ráng con nói hoài à, không có hiểu, thấy không? Diễn tả đi. Tôi coi cái gì nè. Tình duyên hả? Trời ơi. Vậy mà tôi cũng ráng tôi dịch cho tôi hiểu chứ. Trời ơi, tôi khổ. Coi tình duyên phải không? Tuổi về nói nghe coi. Cái tuổi. Mày đến đây. Nói rồi cứ vậy hoài. Ở biểu diễn sức đi, không chịu diễn sức mà ném gì. Diễn sức con gì người ta hiểu. Hiểu chưa? Xin lỗi. Diễn đi, diễn dùm con gì? Tuổi con về. Hiểu rồi. Mày cắn một cái tao chích mười mấy mũi luôn. Tuổi con chó phải không? Cái tướng mày chắc chó phóc quá. Để coi coi. Tuất thì năm nay con sẽ có tình duyên. Thậm chí năm nay con sẽ có chồng. Mà ông chắc chắn
đang bảo đảm với con là chồng con sẽ biết nói. Tới chừng con có con biết nói luôn. Nói vậy đó, nó mà đẻ con ra cái con mày quá 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 hơn mấy cái vàng loa luôn. À, vui vẻ phải không? Rồi thôi về đi ha, về đi con. Thôi tiền bạc gì, trời đất ơi, con tật nguyền ông thương ông hết, ai lấy tiền bạc của con chi? Ông mà thương người tật nguyền lắm, hồi nãy có nóng tánh là có la con đừng giận nghe không. Thôi về đi ha, thoải mái đừng suy nghĩ gì hết, về đi con. Về đi. Về đi con. Đừng có chọn cái nhột cái gì hả? Đi đường xa mệt mỏi qua đây nói chuyện hoài mà ông không mời nước mày uống phải không? Trời ơi, nó già. Mày muốn uống mày ra sao lu mày uống. Qua đây tao coi không lấy tiền mà bắt tao mời mày uống nước nữa hả? Qua đen. Đừng có chọt tao nhột mà. Thấy ông lớn tuổi mà vui vẻ thì nó muốn giận với ông vậy thôi chứ không có dám hỗn hào với ông phải không? Bây giờ nè, có gì buồn muốn tâm sự qua đây nói chuyện với ông cho nó thoải mái, thấy không? Rồi ông trào máu luôn. Về đi con, rồi đi đi. Về đi con. Cái gì vậy? Trời ơi, bà thấy tay bà chảnh vậy trời. Bực mình quá. Nó la nó bực mình. Câm mà nó nói. Thôi thông cảm đi con ơi. Nhỏ đó nó câm. Từ sáng giờ tao gần chết với nó luôn đó. Ngày mà tao gặp chừng 3-4 đứa vậy tao trào máu tao luôn quá. Thôi thông cảm nha con. Với mình thanh niên mà phụ nữ mà ha. Nó có la lối gì cũng bỏ qua. Hôm qua đây chị đây. Coi bói ha. Mày câm hả? Âm. Tao lại. Thôi không có coi. Ôi giời, mệt lắm. Một đứa tụi bay bằng 10 đứa người ta nói được. Thôi. Mày thông cảm giùm ông. Thôi. Không có phải vấn đề tiền bạc. Tao không có nói vấn đề tiền bạc mà tao không có coi. Tao mệt lắm, khổ quá. Ai yêu à? Ôi, ương quá. Đi ra. Trời ơi, nó nói tụi lặng nhanh. Làm phách. Cha già làm phách. Trời ơi, nó khen tôi giỏi nữa. Mày chửi hả? Dạ. Trời ơi, mày chửi hả? Quỷ, trời ơi, trời. Mệt hết sức mệt luôn. Sáng sớm là chắc tụi nó hẹn nhau, nó rủ qua đen lượt hay sao vậy mà. Khổ thiệt á. Đâu để coi sách vở rồi lại coi. Chút nữa cô Sáu qua nói chuyện với người ta. Cái tuổi con cóc coi. Cân chồng cân lấy vợ cung đòi. Hợp duyên cá nước trọn đời thủy chung. Mãn phú quý cháu con hùng. Trung niên ác số phước phần cầu duyên. May mắn thiệt, hai cái tuổi này nó tốt quá, mình coi cũng đỡ khổ. Mày đi đâu vậy đó? Tía, con đi coi đám cưới. Tía cầm cái gì vậy? Coi tuổi ai vậy? Cóc, con năm bọ bên Dàm nè, với thằng Hồng con Sáu Sậu ở làng mình nè. Trời ơi, số tụi nó tốt quá trời quá đất luôn. Hai đứa tụi nó sống với nhau tới già tới chết nha con. Con đàn trao đông tốt thiệt tốt nè. Tía coi cho người ta hoài đi. Con tía ế nè, không ai coi hết trơn á.
Gì vậy? Mày nói gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày nói tao nghe coi. Tôi biết năm nay con nhiêu tuổi không? Mày nhiêu tuổi rồi? Băm rồi. Băm gì? Băm sáu rồi đó. Băm sáu mà nhầm nhò gì? 57 còn ở không nè con. Trời ơi, dục tóc mà bất đạt, thấy không? Từ từ rồi kiếm tấm chồng, nghe chưa? Trời ơi, từ từ gì? Tuổi này mà còn từ từ nữa. Ai tới hỏi tía cũng chê hết nè. Anh tưởng ở bên dầm người ta qua coi tía nói dữ quá. Dữ chứ còn gì nữa, không dữ. Nó quỷ, lấy mày chằn, đẻ ra yêu tinh ai chịu nổi. Bởi tía lầm quá. Trong xóm người ta nói tía đó. Nói sao? Người ta nói là tại tía cho nên anh tưởng anh bỏ nhà đi biệt cả năm rồi đó. Đứa người ăn nói gì kỳ vậy? Nó đi vào cái chân của nó. Bộ nó đi cái chân của tao sao mà tại tao? Lại nhách. Chứ còn gì nữa. Tại tía hết cho nên kể từ ngày anh ra đi mang theo đáy tim ai bao buồn đau. Bỏ đi đất xa quê nhà nơi có người hơn để em nơi đây cô đơn dưới nỗi đau riêng mình em còn ai xót thương duyên tình của đôi mình ngày sau anh ơi. Ai đã từng khóc vì yêu, xin hãy yêu nhau thật nhiều, xin hãy yêu nhau thật nhiều. Những ai được chết vì là đang sống trong tình yêu, là đang sống trong tình yêu nhưng đã mất đi người yêu. Khi con tim mai chốt trao ai tin yêu đầu, xin đừng đem nỗi xót xa gieo sầu trở yêu thương, chớ đem xót xa gieo sầu trở yêu thương. Cô đơn thôi được rồi, đừng có rang qua, chuyện qua lâu rồi, thôi đừng có buồn nữa, để thủng thẳng rồi tía tìm chỗ nào hạp tuổi rồi tía gả cho, thấy không? Nhưng mà cái người hạp tuổi mà không thương ấy thì cũng như không mà tía à. Mày đừng có cãi tía, mày thấy giáp ở xóm này có ai dám cãi tao không? Hễ đám nào mà tao nói là không có xong là rã liền cái rụt, tao nói hên là cưới liền xóm tụ, coi ngày coi tháng coi năm. Tuổi tên phải đều ghi số, có ai dám cãi ông thầy? Bởi vậy sớm này nè, người ta bàn tán nói ra nói vào nghe mà nhức óc. Tại chưa tới tai tiếng mà nói tao làm sao? Người ta nói cha già ba cà chớn. Ê, mày đừng có ăn nói hỗn hào nghe mày. Trời đất ơi, tao cưng chiều mày riết rồi mày hỗn hào cho tao phải không? Con đâu có nói đâu. Lối xóm người ta nói chứ bộ. Lối xóm nào nói? Tao nghe mày nói cho tao có nghe lối xóm nào nói trơn trời á. Con đưa một cái thí dụ này nè nghe tí nha. Ví dụ sao? Tía coi thằng Phát với con Tần á. Sao nói nghe coi. Tía nói hai đứa này mà ở với nhau không nát cái chiếu đâu. Đi đúng rồi, rồi sao? Vậy đó, vì lời nói của tía nó đâu có ở đây. Nó dắt nhau lên Sài Gòn nó ở. Sợ không nát chiếu nên nó đâu có nằm chiếu đâu. Nó nằm cái mà nệm mút không à. Rồi nó sắm nhà, sắm cửa, sắm xe, đẻ bốn đứa con. Mà có cai đẻ rồi đó nghe tía. Chưa cai đẻ 10 đứa luôn á. Bây giờ nó rủ nhau về đây thăm xóm giềng nè. Vàng đeo cả khúc và khúc, khúc luôn á. Tính qua đây thăm tía mà nó ghét nó không qua. Mày không có hiểu gì hết trơn á trời. Mày không có biết cái luật coi bói gì hết á. Coi bói này tao coi về cái hậu vận. Tao thấy trước mắt là nó sung sướng là mày tưởng là nó hạnh phúc nữa hả? Trời ơi, không phải đâu con ơi. Cái đó chỉ là mấy năm đầu thôi. Còn cái cuộc đời của nó về sau kìa. Nó có ăn ở với nhau đến ngày răng long tóc bạc hay không? Nó có ăn ở với nhau suốt cả cuộc đời hay không? Cái đó mới là cái hay, là cái dở. Mày có hiểu chưa? Đó. Giờ tía nói con mới nhớ cái chuyện của tía với má nè.
chuyện tao sao? Nói sớm người ta kể với con á. Người ta nói là hồi đó lúc mới cưới má đó, tía nói là tía má ăn ở với nhau đến ngày răng long đầu bạc, phải không? Ê, đúng vậy, rồi sao? Đẻ tôi mới có 1 tháng bom tả cái bùm, má chết à, bà ngoại chết à. Tôi mồ côi tía ở vậy suốt đời luôn á. Bởi vậy mày càng nói mày càng ngu, thấy không? Tao coi bói, tao đâu có coi bom. Bom rớt trúng ai nấy chịu chứ. Nếu trái bom đó không rớt trúng ngày má mày, có giờ tao má mày ở nhau không? Đúng là nhắc tới má mày làm tao nhớ hồi đó. Tao yêu người như thế đó, người bỏ người ra đi, lời thề bay theo gió. Tại sao em bỏ anh cho đành lòng? Anh vẫn hỏi lòng anh từng giờ. Tình em hay tình loài bướm bướm bay? Đó đó, cái chuyện đó tại bom chứ đâu phải tại tao. Mày không có biết cái luật coi bói gì trơn trọi à? Con nói không có lại tía, con tức quá đi á. Tức cái gì? Cha làm thầy con đốt sách là mày á, hỗn hào quá, cưng chiều mày riết rồi đó, má mày chết rồi cái cưng mấy mày hỗn vậy đó hả? Tía gợi ý đó ngang. Gợi ý gì nữa? Năm nay mà tôi không có chồng á là tôi đốt cuốn sách cầu bối của tía đó. Trời đất ơi mày hỗn, tao giết mày cho mày hỗn cho tao hả mày? Hả? Tía làm không? Gì? Tía dám làm không? Tía phải chịu trách nhiệm về cuộc đời của tôi đó. Tao chọi vô trong mặt mày chứ trách nhiệm gì? Chọi mày tao giết mày luôn, cho nó mà trách nhiệm hả mày? Thôi không có nói chuyện với tía nữa đâu. Đừng. Đúng rồi, con với cái bực mình. Đi qua thăm bên vợ mày cơ đấy cóc. Dạ. Ủa tía, bộ bên đó có ai bệnh hoạn hả tía? Đâu có nghe ai đau yếu gì đâu mà mày hỏi tao vậy mày. Ủa không có bệnh hoạn đau yếu gì, thì sao tự nhiên tía biểu con qua thăm họ? Trời đất ơi, ông nội ơi, mày đã đám hỏi rồi thì coi như là vợ mày rồi. Mày đi mày làm cả tháng nay mới về tới, phải qua thăm ta cho có phải phép chứ mày. Vậy hả tía? Nhưng mà kỳ quá tía ơi. Kỳ gì mày? Tuy nói là vợ con thiệt, nhưng mà mới gặp có 1 lần hôm đám hỏi á, cái bây giờ tự nhiên qua thăm một mình con. Con mắc cỡ dữ à nha. Trời, tao nói thằng này nó ngu từ nhỏ tới lớn à. Mày không có giống tao chút nào. Đàn ông con trai là phải mạnh dạn lên chứ con. Dạ mạnh dạn ra làm sao tía? Tía phải chỉ con đi. Chứ hồi nào tới giờ tía toàn dạy con làm cỏ làm bờ cày cấy ruộng đồng, không thì sắc mương tài cuốc đất đắp bờ chăn trâu. Chớ còn thua gái, cái đó tía chưa hề chỉ. Con đâu biết gì sao tía lại chửi là con bẩm sinh do ý trời chứ ai dạy cho mày. Thấy được thì sắp vô rồi thì thế mà liệu toan. Vợ mày chưa cưới nó còn e dè dữ lắm. Thân mày là chồng phải mạnh dạn chứ để người ta khinh. Thôi tía ơi, tía dạy sao con làm như vậy cho chắc ăn. Vậy chứ hồi đó tía với má sao tía? Thì tía dạy cho con y chang vậy là được rồi. Hồi đó tao không ai dạy tao hết. Tự nhiên là tao cũng biết vậy.
Thôi thì bây giờ con dạy thì cái mang, thấy không? Mày không giống tao thì tao đành chịu cực vậy thôi. Vậy mình qua bển phải làm sao hả tía? Qua bển khi nào chào hỏi xong xuôi á. Rồi cái đó con biết rồi. Ờ giỏi. Thế nào chị xuôi cũng biểu con Hồng ra trò chuyện với mày. Chừng đó mới bắt đầu vô hệ, vô hệ. Tía ơi. Vô hệ làm sao tía? Là bắt đầu á, là bày tỏ cái tình cảm mà đó. Bày tỏ tình cảm là sao tía? Trời ơi sao mày ngu quá mày ơi. Đúng rồi. Cái xóm này ai cũng nói con giống tía. Giống mặt, giống mày, chứ không giống tính. Hồi xưa khi tao thấy má mày á, nè, núp ló sau cái cửa buồng á, là tao đá lông nheo cái rụp liền. Sau đó rồi tao giáp mặt nhau, rồi tao mới nói, em ơi, em biết không, có một chiều, chiều xuân này như thế. Con với tía hát giống như Mỹ Linh vậy. Thằng này sao nó khùng nặng ghê. Ủa sao mày cũng biết cái khúc đó mày? Trời ơi, cái bài hát này à, người ta hát đầy trời luôn, ai mà không biết. Ờ thì đại khái làm vậy đó. Mày nói chuyện trời trăng mây nước như vậy cho nó có tình cảm biết chưa? Tía ơi, dễ dàng vậy hả tía? Ai ai nói mày dễ? Dám đâu con. Ủa chú Mười, chú Mười mới qua. Ủa Mười mai đó hả? Có chuyện gì vậy chú? Làm ơn hạ tông chút đi. Giọng anh sao càng ngày càng chói, bực mình ghê á. Thì chuyện thằng Cóc con của anh chứ chuyện gì? Ủa nữa. Không ai quen rồi anh ơi, thông cảm đi. Ủa bộ bên vợ thằng Cóc có chuyện gì hả chú? Chuyện gì? Thằng con anh nè, tự nhiên cái đi mừng một hơi mấy tháng không về, báo hại tôi không biết ăn nói làm sao với gia đình nhà gái. Dạ con mời chú Mười uống nước. Chú Mười biết làm sao không? Con mắc đi theo ông chủ của con á, đâu có con xin nghỉ được đâu. Tao biết, nhưng mà bên đàn gái họ đâu có biết đâu. Bởi vậy nghe mày về cái tao lật đật qua đây tính bàn lại với anh Năm coi không ấy mừng đại cái đám cưới cho rồi. Chú Mười mày nói phải. Không ấy dịp này thằng Cóc nó về ha, mình qua mình cưới luôn nghe chú. Nói làm ơn dĩa cái miệng anh qua chỗ khác để đưa vô lỗ tai tôi miết à, chói quá. Nhưng mà nè, tôi coi mồi á, cô Sáu cô giận dữ lắm á nha. Không ấy để tôi với thằng Cóc qua bển dò ý coi sao rồi coi ngày luôn nghe không. Hả? Phải đó. Chú Mười ơi, chú Mười đi với con qua bển đi, vậy là yên chí rồi, khỏi sợ mắc cỡ. Hồi nãy tao tới tao có nghe anh Năm anh dạy mày cách nói chuyện với con Hồng. Tao thấy như vậy không được. Không được hả chú? Vậy bây giờ phải làm sao chú? Anh Năm, cái cách của anh á thì... Thì sao chú? Cách đây khoảng mấy mươi năm đúng là rất hay, nhưng nơi lối thời xưa qua làm sao mà còn dùng. Ngày hôm nay đôi đời hết rồi, mình phải thay đổi theo. Nghe lời của chú là con thì chắc không còn sợ chi. Miếng nước rồi cho đỡ mệt, hát giọng trên trời bực mình tránh nó cày. Cái vụ gì mà vuốt ve dỗ ngọt phụ nữ là nghề của Mười Mai này nè. Bây giờ qua bển phần bà nhạc thì mày cứ để cho tao, còn mày á là mày biết lo cho ai không? Lo cho ai chú? Cho vợ mày, cho lo cho ai mày thứ gì sao mà lo sao chú? Trời đất ơi sao tao bực mình ghê á. Thì mày cứ nói với nó, tình yêu như tiên nga bông cất canh trong tim tình. Tình yêu như tiếng sẽ bông giang xuống lòng ai con người.
ai có ngờ. Phúc trong chung lời ca, phúc trong chung nhận thơ. Tình yêu như thế, cứ đến như đèn bao giờ. Không phải thế chẳng tình yêu, không phải thế chẳng tình yêu, không phải thế chẳng tình yêu, phải thế chẳng tình sanh. Tin vui của tụi tôi nghe không? Tía ơi, con đi chú Mười nghe.